Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay Hoa Kiểm Toàn Mỹ xin phép giao lưu anh em mình một cây hải châu lá lớn ghép lá nhỏ nhé. Dòng lá lớn ghép lá siêu rí nhé. Đã tháo kẽm nha, dày dầm cho anh em mình luôn. Đó, dầm nó dày mức như thế này nha anh em. Mình đó, anh em mình xem nhìn kỹ nè, cái dầm nó dày nè. Cái này anh em mình về tỉa đi, anh em muốn gọn thì đi theo nước khai. Nước khai nước bay thì anh em mình cái dầm nó này. Cái dày rất là dày nha anh em. Đó, anh em mình nhìn nè, đó. Mình tháo kẽm rồi nha anh em. Có chỉ một số nhánh ở trên đoạn này mình chưa tháo kẽm thôi. Đó. Ghép lá siêu rí nha anh em. Đó. Lá siêu rí luôn nè. Siêu rí trái to nha anh em. Trái to và sai ho. Đó. Cây cao tầm 60 cm nha anh em. 60 70 cm. Đó, mình quay xe cho anh em mình xem này. Trong trong vào cái bầu nhựa toàn ghép nó cũng được 7 8 năm rồi anh em. Đó, 7 8 năm rồi. Nó thuần thuần chậu mà nó muốn nứt cái chậu nhựa luôn. Đó, mình quay cái góc cạnh bên đây cho anh em mình xem. Đó. Đó, tán chi tròn đều hết, anh em mình về muốn đi thêm kẽm thì đi, tùy anh em mình. Anh em muốn định hình lại đó. Đó, lá lớn thì toàn nói lá lớn toàn ghép thôi. Đây, toàn sẽ cho anh em mình xem cái lá lớn của nó là cái lá nào nhé. Lá lớn của nó đây, đây là nó nứt phía dưới này, anh em mình sẽ nhìn thấy này. Đây là cái đoạn nó lên như thế này. Cái lọt nó màu hồng hồng như thế này, anh em ha. Đó. Nhưng đó, cái đoạn nó vậy nha. Đây là cái lá nguyên bản đó nè. Chúng ta lạc hoài thì nó sẽ không không còn cái đâu nha anh em ha. Đây là cái lá nó này. Đây là cái lá nó này anh em, lá lớn nó này. Đây là lá lớn mà sau khi chúng ta những dạng lá lớn này mà anh em mình đưa kẽm vào nó cũng nhỏ lại thôi. Nhưng mà đều là mình không thích cái dòng lá lớn, mình thích lá siêu rí này. Đó, mình lựa ra cái dòng lá như này. Cái trái bông trái nó to bông ấy. Đó. Cây này anh em mình muốn về đi kẽm thêm để định hình nó thì đi. Đây. Toàn kéo lên anh em mình xem cái dâm nó này. À, vậy à? Do toàn tháo kẽm rồi bây giờ nó định hình rồi, bây giờ chỉ cần lấy kéo cứ bấm ra cái bánh, bấm ra bánh thôi, chứ không có làm gì cả. Đây toàn chưa bấm này, anh em mình cứ bấm lại cho nó định hình lại nữa cho nó đẹp, theo tầng theo lớp cho nó đẹp. À, chiều cao khoảng 60-70 cm nhá. Toàn quay một vòng cho anh em mình xem cái tàn nó này. Đó. Đó anh em mình xem nhá. Cái rất là đẹp, rất là duyên này. Đó. Vô cùng đẹp cho anh em mình luôn. Rồi tiếp tục còn xe cái góc cho anh em mình xem này. Cái góc này cái bộ đế nó bộ đế trải. Đó. Nó trải rễ đều đẹp, rất đẹp đó. Anh em thấy không? Đó, vô cùng đẹp luôn. Anh em thấy cái bộ đế nó ghê chưa? Rất là đẹp và rất là duyên nha. Toàn giao lưu cây này là 1.8 triệu nhá. Toàn bao chậu không bao ship 1.8 triệu, bao chậu không bao ship. Đó. Rồi, toàn đo cái hành cho anh em mình xem cái hành góc nó bao nhiêu. Chờ toàn xíu, toàn lấy cái thước. Đây, thước đây. Đầu tiên là toàn đo cái hành một thân. Hành một thân trên cao. Hành thân một thân ở trên cao là 8 cm nha anh em. Đó, toàn nới ra toàn cho 8 cm này. Đó, hành một thân. Thân 1 này, 8 cm. Tiếp tục hành thân 2 này. Đo rõ từng hành thân cho anh em mình xem chưa nhá. Để anh em mình thắc mắc. Hành 2 này thì kéo tới đây là đó. Do toàn cầm một tay anh em thông cảm nhé. Anh em cứ xem đi, vì coi coi thì mình xem càng kỹ càng tốt. Còn khi sau khi xem xong rồi anh em mình thấy anh em nào hộp nhãn thì add Zalo toàn hoặc là gọi số điện thoại toàn, toàn có cái phần dưới phần mô tả đó. Thì anh em mình inbox là xem coi lại một lần nữa thì sẽ ok thôi. Không có cái gì quan trọng hết. Đây toàn quay để anh em mình tham khảo. Đây hành bên đây thì 9 cm, anh em thấy không? Ở hành nhỏ thì 8 cm, hành thân lớn là 9 cm. Rồi tiếp tục quay cái bệ đế cho anh em mình xem nhé. Tổng bệ đế nó này, tổng bệ đế hành bệ đế nó này. Đó, anh em mình xem tổng cái bệ đế mà mình toàn quấn lại nè. À, cái mặt này toàn xin lỗi anh em nha, toàn để cái kích thước bên kia là sai, kích thước bên này mới đúng nha anh em, kích thước kia sai. Đây tổng cái hành bệ đế nó nè, tổng hành bệ đế nó là 38 nha nè, 38 cm anh em thấy không? Đó, 38 cm. Vậy thì kích thước hồi nãy toàn để nó cũng hơi sai nha anh em, thì nó gấp đôi lên kích thước cái thằng trên với thằng hai trên hai này.
nó phải gấp đôi lên nha anh em, do nó có hai cái mạch ở ấy. Tao quay một tay anh em thông cảm nhé, nhưng mà anh em mình chịu khó xem. Là 14 sen chứ không phải 9 sen nha anh em, 14 sen. Đó, này là 14 sen này. Ở giữa nó có một cái lũa nha anh em, đây là một cái lũa. Đó. Một lũa thân nó như thế này. Rồi chúng ta coi thì chúng ta nên chọn cái mặt tiền, thì anh em mình muốn chọn mặt tiền nào chọn, có thể anh em mình chọn cái mặt tiền phía sau đây. Đó. Thì chúng ta sẽ không thấy cái lũa đó, mà anh em nào muốn chọn cái mặt tiền phía trước thì chúng ta ấy mặt trước, tại vì mặt trước cái bộ đế nó chạy rất là dữ tợn ha. Cái mặt này bộ đế chạy rất là dữ tợn nha anh em. Rồi, cây như thế này. Còn sẽ đo cái tán ngang cho anh em mình xem. Tán ngang của nó nhá. Tán ngang là từ bên đây qua từ bên kia. Cái tán ngang của nó này. Tán ngang nó từ bên đây nè, còn kéo qua nè anh em thấy không? À. Từ bên đó còn kéo qua cho anh em mình xem. Thì kích thước của tán ngang nó khoảng là 45 đi anh em ha, tổng nới cái độ dùng ra 45 cm, 45 đến 47 cm. Đó. Còn chiều cao thực tế của nó nè. Chiều cao thực tế từ trên ngọn xuống nha anh em. Từ trên ngọn mà xuống tới là 54 cm nha anh em, 54 cm, đó chiều cao 54. Chiều cao 54 55. Đó. À, tán ngang thì là 45. Hành thân này là 9, hành thân này là 14. Đó. Hành đế, bệ đế là tổng bệ đế của nó là tổng bệ đế, tổng đo lại một lần cho anh em xem. Tổng bề đế mà cả góc dưới luôn là khoảng 35 nha anh em, 35 đó là toàn đo thân hai thân trên 35, chứ mà nếu mà tổng toàn đo có hành hết luôn cái bề dài à, thì chắc cũng phải 40. À, anh em á, anh em xem nhá, thì toàn đo kỹ như vậy anh em mình chơi thôi. Ở Hải Châu lá lớn toàn ghép lá nhỏ, cái này mà nếu nó ring thì bán toàn bán giá phải là 3 triệu nha anh em ha. Cái này chưa ring, hàng thường 7 năm 8 năm thì nó cũng là Hải Châu thôi, đều là mình chọn cái dòng trái nó siêu trái, trái nó to, lá nó rí. Đó, chúng ta sẽ ghép và chúng ta chơi. Và nó đã thuần chậu được 7-8 năm rồi nha anh em. Đó, anh em mình coi từ đầu clip anh em mình thấy đã thấy cái dâm tàn nó ghê rồi. Đó, rất là dữ tợn nha anh em. Rồi ok, toàn anh em mình muốn gọi liên hệ toàn thì xem trong phần mô tả nhé. Có số điện thoại, có số Zalo nhé. Có fanpage, có Facebook đầy đủ nha anh em. Đó, toàn sẽ quay xe một lần nữa. Quay xe ở nhiều góc cho anh em mình xem nhé. Đó, đây là góc 1 nha. Đây góc 2 nhé, góc 2 quay xa nha anh em. Đó, mặt bên đây là mặt thứ 3 này. Đó, cái mặt sau lưng thì nó mắc cái hồ nước toàn không quay được cho anh em nhé. Đó, rất đẹp, rất duyên nha anh em. Còn cái mặt đây đây, đó cái mặt đây là phim đây đây. Đó, anh em thấy không? Đó, chiều cao nó là 54 cm, rất ok, rất đẹp, rất là duyên cho anh em mình luôn. Ở ngoài ra anh em mình muốn giao lưu những dòng khác, ví dụ như sam trái mà dạng cây to như thế này, sam trái nha anh em, đây là sam trái này. Trái chồng chồng này à, anh em thấy không? Đó, trái trái như thì nó làm bánh như một cặp này, đó, một cặp như vậy, đây một cặp này. Ngoài ra anh em mình có muốn giao lưu những hàng siêu mini hoặc là những hàng sấp đế hoặc cái gì đó thì anh em mình cứ inbox Zalo toàn, số điện thoại toàn, toàn sẽ quay những dòng khác cho anh em mình nha. Siêu mini cũng có, sấp đế cũng có, đa dạng các loại nha cho anh em mình luôn. Ok, toàn xin phép kết thúc video. Chào tạm biệt anh em mình á. Đây cũng là một cây sam trái rất là duyên nha anh em ha. Trái đang trái thể dày cây này. Đó, dày hết cả cây nha anh em. Đây là một gốc ba thân, tầng bay. Đó, cây là cây khai thác. Đa phần cây của toàn là cây khai thác, chỉ có những cây siêu mini là không khai thác thôi. Ngay cả cây Hải Châu mà mini nhỏ như này cũng là cây khai thác nè anh em. Đó, toàn trồng thường trậu như vậy luôn này. Nha anh em ha. Ok, sẽ xin phép chào tạm biệt cả nhà mình nhé. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui, một buổi chiều thật là vui vẻ. Ok, chào tạm biệt cả nhà mình.